thưa quý vị tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện có khoảng 230.000 người lao động tự do. Tuy nhiên không phải người nào cũng có địa chỉ thường trú tại thành phố này mà họ thường là người dân ở rất là nhiều những tỉnh thành khác đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh thì đã khiến cho những người lao động tự do mất việc làm và họ rất mong mỏi sự hỗ trợ từ các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương. Theo đó thì thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết vấn đề hỗ trợ cho người lao động tự do đang làm việc tại thành phố chỉ cần có tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được 1 triệu 500 000 đồng mà không cần có xác nhận thường trú. Việc thực hiện chi trả sẽ trả qua số tài khoản hoặc chi trả trực tiếp đến người lao động đặc biệt đối với thương nhân tại các chợ truyền thống sẽ được hỗ trợ 6 tháng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Ở nhóm này, ban quản lý chợ sẽ giả soát lập danh sách thương nhân đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận huyện để thẩm định phê duyệt. Nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân phường, xã, ban quản lý chợ thực hiện chi trả. Chính quyền địa phương chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập danh sách người lao động theo mẫu gửi cơ quan có liên quan trước ngày 15 tháng 7.